Kính chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cắm cắm hoa cho đám đám giỗ nha, đám giỗ nhà đồng đạo. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn kiểu cắm hoa này ha. Trước khi chúng ta cắm hoa thì nếu mà cúc lưới mà chúng ta dự định mà xé cái lưới ra thì chúng ta nên xé cái lưới ra trước khoảng chừng tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ, rồi mình ngắm cái gốc nó vô trong cái thùng nước nha, cho nó nở ra đàng hoàng đi. Khi chúng ta cắm rồi á thì chúng ta cắm làm sao nữa nó sẽ ra như vậy. Còn nếu mà mình xả lưới trễ quá rồi mình cắm thì cái bông hoa nó chưa có nở á, thì khi mình cắm rồi thì nó nở ra, thì lúc mình cắm thì nó đẹp, nhưng mà khi mà nó nở ra nó sẽ bịch lắm nha các bạn. Thì cũng lưu ý các bạn như vậy ha. Còn nếu mà mình cắm mà không xả lưới thì không có cần thiết là chừng nào mình xả hay là không. Còn nếu mình cắm mà dự định mà xả lưới thì mình phải xả ra trước khi tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ cho cái bông nó nở là đàng hoàng, rồi ngắm gốc vô thùng nước, rồi cái bông nó nở ra rồi khi chúng ta cắm sao nó nằm yên vậy, chứ nó không có thưa dạng các bạn. Thì hôm nay mình cắm bông đám giỗ nhà đồng đạo thì cũng xin chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ cái dàn sườn này thì mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình cắm hoa kiểu làm sao thì tùy mình đưa lên cái kiểu trước rồi bắt đầu mình tiến hành gắn hoa cho thôi ha. Vậy thì mình không có dài dòng để làm mất thời gian các bạn nha. Đây là cái dàn sườn rồi ha. Rồi chúng ta tiến hành gắn hoa cho thôi nha. Cũng cảm ơn các bạn xem ha. Lâu các bạn cũng thông cảm nha. Khi chúng ta cắm thì chúng ta cắm lên, cắm thở cái lá để khi nó nở cái bông này ra nó sẽ máu méo cái bông này các bạn, nó sẽ không đẹp nha. Cho nó nở hơi đi. Các bạn xem thông cảm nha.
cái chỗ này mình phải kiếm cái bông nó hơi nhỏ chút nha các bạn. Nếu mà chỗ này mà mình cắm cái bông mà nó bự quá thì nó sẽ dày lắm nha các bạn. Cho nên chúng ta cắt cái bông vừa thôi ha. Và những cái cánh mà nó không được đẹp nha các bạn thì mình nên bỏ mấy cái cánh này nha các bạn. Nó cũng tương tự như mình cắm hồng vậy đó các bạn. Nếu mà mình cắm hồng mà mấy cái cánh đó mình không xé thì nó sẽ xấu bông nữa nha. Mình biết cái gì mình chia sẻ các bạn cái đấy. Còn các bạn nào đã biết rồi thì cứ xem cho vui thôi nha. Bởi vì cái cốt yếu là chúng ta muốn có được những cái bình hoa đẹp nha. Cái người cắm hoa thì đây vậy đó. Lúc nào muốn được có được một cái bình hoa rất là hoàn hảo ha. Đẹp nha. Cho nên mình chia sẻ thêm với nhau ha. Biết cái gì thì góp ý nha cái nấy. Cắm hoa là đa phần là để cúng. Rồi nhân tiện mình cũng chiêm ngưỡng luôn các bạn. Cắm được một cái bình hoa mà đẹp rồi trong lòng phấn khởi đó nha. Kiểu nào mà cắt cái hoa nó càng ngắn càng tốt thì các bạn nó sẽ lâu héo ha. Còn nếu như mình thiết kế một cái kiểu mà cắt cái hoa ngắn cắm thì không được thì phải đành chịu thôi. Chứ nếu như mà ngắn được tốt cái hoa nó sẽ ngắn được thì mình sẽ rất là tốt. Cái này mình cắm hoa để dâng lên ngôi Tam Bảo nha các bạn, là bạn là Phật đó. Đây cũng có rất là nhiều kiểu ha, mỗi người cách một kiểu ha. Kiểu mà chúng ta kiểu nấy, trước khi chúng ta tạo cái kiểu của cái bình hoa đây, chỉ còn việc là chúng ta gắn cái bông hoa luôn thôi. Đẹp quá. Cũng tạm thôi anh ơi. Ngày cắm đám đám dỗ. Ngày cắm cho đồng đạo đám dỗ. Sao lần hết tóc hả? Hả? Okay. Ghé chơi. Giờ Vinh chờ chút xíu nha. Cắm rồi cái bình lạnh cái cũng xong rồi. Rồi đến đây thì mình cắm cái bình này cũng xong nha các bạn. Nghề của mình là nghề hớt tóc. Hớt tóc để sinh sống. Cắm hoa là vì đam mê thôi ha. Rồi trước khi kết thúc và kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình sức khỏe làm ăn phát triển ha. Xin kính chào.